Hồ sơ mật, tội ác tài trời của tập đoàn Bonbot gây ra cho Việt Nam Chào mừng các bạn đã quay trở lại với News TV. Ngay từ năm 1963, sau khi nắm quyền trong đảng nhân dân cách mạng Campuchia, Bonbot đã bắt đầu có thái độ hành động thù địch đối với Việt Nam và những người cộng sản Campuchia trung kiên Chúng ngấm ngầm tuyên truyền Việt Nam đã phản bội Campuchia khi ký Hiệp định Geneva 1954 và cho lưu hành hơn 10 văn kiện phê phán đảng lao động Việt Nam khi Việt Nam không tán thành đường lối cách mạng mạo hiểm của bonbot Pot. Từ năm 1966, sáu Pot rút cơ quan đại diện bên cạnh Trung ương Cục Việt Nam về nước và từ đó thì quan hệ của đảng ta với đảng nhân dân cách mạng Campuchia càng có nhiều trắc trở. Trong thời kỳ này, ở vùng Đông Bắc và Đông Campuchia, chính quyền vương quốc thỏa thuận cho Việt Nam đặt khẩu cứ, kho tàng, trạm cứu thương, Lợi dụng điều kiện vùng hành lang là khu vực rừng rậm, binh lính Pol bon Pot lúc thì công khai, lúc thì đóng giả làm lực lượng của các phe nhóm khác đã cướp kho tàng phục kích các nhóm hành quân lẻ loi của bộ đội Việt Nam. Từ năm 1970 đến năm 1973, khi bộ đội Việt Nam tập trung lực lượng đánh Mỹ và tay sai ở chiến trường Campuchia, thì lính Pol bon Pot đã gây ra 174 vụ khiêu khích, tập kích các hậu cứ, cướp vũ khí, lương thực, giết hơn 600 cán bộ và chiến sĩ Việt Nam. Năm 1972, Pol Pot công khai đề nghị Việt Nam rút quân về nước và có hành động xua đuổi Việt Nam trong vùng vừa giải phóng. Khi hiệp định Paris về Việt Nam được ký kết vào tháng 1 năm 1973, Pol Pot cho rằng việc ký hiệp định là sự phản bội của Việt Nam với cách mạng Đông Dương và cho cấp dưới tuyên truyền tổ chức các cuộc biểu tình phản đối lực lượng Việt Nam đứng chân ở Campuchia. Trước thái độ thù địch của Pol Pot, tháng 7 năm 1970, trong bức thư gửi cho Trung ương cục miền Nam, Tổng Bí thư Lê Duẩn viết: với đảng nhân dân cách mạng campuchia chúng ta cần tìm ra mọi cách tăng cường quan hệ từng bước tạo ra sự nhất trí về đường lối chủ trương đồng thời giúp bạn đào tạo bồi dưỡng cán bộ trên bước đường cùng tiến lên của cách mạng không tránh khỏi những sự khác nhau giữa ta và bạn nhưng với đường lối đúng đắn với tinh thần quốc tế chân chính với thái độ chân thành tôn trọng bạn sẽ xây dựng được tình đoàn kết chiến đấu ngày càng sâu sắc giữa hai đảng nhân dân hai nước tuy nhiên trái với hy vọng của chúng ta cách mạng Campuchia càng đến gần thắng lợi thì Pol Pot càng ráo riết chuẩn bị kế hoạch chống phá Việt Nam và tiêu diệt lực lượng yêu nước chân chính Campuchia. Ngay sau khi cách mạng hai nước giành thắng lợi tháng 4 năm 1975 và ngày 1 tháng 5 năm 1975, tập đoàn Pol Pot đã cho quân xâm phạm nhiều nơi thuộc lãnh thổ Việt Nam, từ Hà Tiên đến Tây Ninh. Tiếp đó đánh chiếm các đảo Phú Quốc, Thổ Chu, triệt phá làng mạc, bắn giết nhiều người dân và bắt đi 515 người khác. Sau những sự kiện nghiêm trọng trên, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn bày tỏ mong muốn hai nước Việt Nam và Campuchia đàm phán ký kết hiệp ước về biên giới giữa hai nước trên tinh thần tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, tiếp tục đoàn kết và tăng cường tình nghĩa anh em giữa nhân dân hai nước, song do bản chất dân tộc cực đoan. Tập đoàn Bonbot được sự hậu thuẫn bên ngoài tiếp tục có nhiều hành động thù địch chống phá Việt Nam. Chỉ trong mấy tháng cuối năm 1975 và đầu năm 1976, quân Pol bon liên tiếp gây ra hơn 250 vụ xâm phạm lãnh thổ, cướp thóc gạo, trâu bò, tàn sát nhiều người dân Việt Nam. Từ đầu năm 1977, quân Pol bon lại mở cuộc tiến công vào các đồn biên phòng Việt Nam ở Bu Đắk Lắk, vùng bỏ vẹt Long An và một số nơi ở Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang. Nghiêm trọng nhất là từ ngày 30 tháng Đến ngày 19 tháng 5 1977, Pol Pot sử dụng lực lượng quy mô sư đoàn tiến công sang đất Việt Nam trên toàn tuyến biên giới tỉnh An Giang, giết hại 222 người, làm bị thương 614 người, bắt đi 10 người, đốt cháy 552 nhà dân, cướp 134 tấn lúa, phá hoại hàng trăm hecta lúa đang đến mùa gạt, cướp phá nhiều tài sản của nhân dân. Tháng 6 1977, lãnh đạo Khmer Đỏ ra nghị quyết coi Việt Nam là kẻ thù số 1, kẻ thù vĩnh cửu của Campuchia và từ đây chúng ngang nhiên mở rộng xung đột thành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Mấy tháng cuối năm 1977, quân Pot mở nhiều cuộc tiến công lớn sang Việt Nam trên tuyến biên giới từ Kiên Giang đến Tây Ninh. Riêng tại xã Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh, ngày 25 tháng 9 1977, quân Pot đã đốt cháy 400 lốc nhà, giết hơn 1.000 người dân. Sau khi bị bộ đội Việt Nam mở đòn tấn công trừng trị hành động xâm lược trên tuyến biên giới, ngày 31 tháng 12 năm 1977, tập đoàn Bonbot đã đơn phương các đứt quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Từ đây, chúng công khai tuyên truyền vu khống Việt Nam, coi Việt Nam là một mối đe dọa đối với Campuchia, gắn quá trình phản bội và xâm lược Việt Nam với các cuộc thanh trừng các lực lượng chân chính trong nước. Chúng ráo riết xây dựng thêm các sư đoàn chiến đấu, đồng thời tập trung 13 trên 18 sư đoàn bộ binh áp sát biên giới Việt Nam, tiến hành khiêu khích thăm dò, chuẩn bị những cuộc tiến công xâm lược mới. Liên tiếp trong các tháng đầu năm 1978, Pol Pot sử dụng 5 sư đoàn chủ lực cùng 5 trung đoàn địa phương có pháo binh yểm trợ, luân phiên đánh vào sâu lãnh thổ Việt Nam, đặc biệt tại xã Ba Chúc, Tri Tôn, An Giang, cách đường biên giới Việt Nam Campuchia 7 km. Ngày 18 tháng 4 1977, lính Pol Pot đã dồn người dân hiền lành để bắn giết tập thể bằng những hành động vô cùng giả mang, giết hại 3.157 người, phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ em, trong đó có hơn 100 gia đình bị giết cả nhà. Tính từ tháng 5 1975 đến giữa năm 1978, quân Pol bon Pot đã giết hại hơn 5.000 dân thường Việt Nam, làm bị thương gần 5.000 người, bắt và đưa đi hơn 20.000 người. Hàng nghìn trường học, bệnh viện, cơ sở y tế, nhà thờ, chùa chiên bị đốt phá, trâu, bò bị cướp, giết, hoa màu bị phá hoại, hàng vạn hecta ruộng đất và đồn điện cao su ở vùng biên giới Tây Nam Việt Nam bị bỏ hoang, khoảng nửa triệu dân sát biên giới với Campuchia phải bỏ nhà, bỏ đất, bỏ ruộng chạy sâu so vào nội địa. Hậu quả mà Pol Pot gây ra cho nhân dân Việt Nam là hết sức to lớn, trong khi nguy cơ diệt vong của dân tộc Campuchia dưới chế độ diệt chủng tàn bạo của tập đoàn Pol Pot đã đến mức nguy kịch. Những hành động xâm lược và diệt chủng tàn bạo của tập đoàn Pol Pot là không thể dung tha. Đáp lời kêu gọi khẩn thiết của mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia của nhân dân Campuchia, Đảng nhà nước quân đội và nhân dân Việt Nam đã thực hiện quyền tự vệ chính đáng và thiêng liêng của mình để bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, đồng thời cùng với lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng, giúp đỡ những người cách mạng chân chính Campuchia làm lại cuộc cách mạng đã bị phản bội. Trên đây là hồ sơ mật về tội ác tài trời của tập đoàn Bonbot gây ra cho Việt Nam. Các bạn hãy để lại cảm nhận của mình về clip nhé. Video của mình đến đây là hết rồi. Nếu thấy hay hãy subscribe, like và share ủng hộ New Xin chào và hẹn gặp lại.